Chiều 8 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phú Cự 1968, ngụ quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về tội hiếp dâm. Hội đồng xét xử thông báo mở lại phiên tòa vào ngày 15 tháng 11. Về lý do, hội đồng xét xử cho biết luật sư bào chữa đề nghị hoãn phiên tòa. Xét thấy đề nghị trên đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử chấp nhận. Vụ án hiếp dâm có bị cáo Lê Phú Cự là thủ phạm xảy ra từ năm 2015. Sau 4 năm, cơ quan pháp luật mới đem vụ án ra xét xử. Theo cáo trạng, Cự chung sống như vợ chồng với chị Phường Tờ, ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2015, em cùng cha khác mẹ của chị Trang là chị A, từ Mỹ về Việt Nam, sống chung nhà với vợ chồng Cự. Khuya 6 tháng 7 năm 2015, chị A mặc áo và quần sơ ngắn nằm ngủ trong phòng hai con của vợ chồng Cự. Phòng này thông với phòng ngủ vợ chồng Cự. Sáng hôm sau, lợi dụng nhà không có ai ngoài mình và em vợ, Cự vào phòng có hành vi xâm hại tình dục chị A. Lúc này, nạn nhân tỉnh dậy và chống cự, bỏ chạy. Cự đã dùng vũ lực đe dọa vòng tiếp tục thực hiện việc làm đồi bại. Do chị A phản ứng quyết liệt và có người về nhà nên Cự thất bại. Hoảng sợ, chị A mua vé máy bay quay trở về Mỹ và điện thoại kể mọi chuyện với ba mình. Cha chị A sau đó đã đưa con gái đến công an sở tại, tố cáo tội trạng Cự gây ra. Theo kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể chị A là 2%. Tại cơ quan công an, Cự không thừa nhận nội dung tố giác. Cự khai rằng Cự chỉ muốn chụp hình em vợ đang nằm ngủ. Do làm rơi điện thoại nên Cự mới chồm người giữ điện thoại rồi đụng nhầm chỗ nhạy cảm trên cơ thể chị A. Song, cơ quan chức năng bác bỏ lời khai trên. Theo viện kiểm sát, lời khai của bị hại và nhân chứng, cũng như dấu vết trên người bị hại đã chứng minh hành vi phạm tội. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, Lê Phú Cự bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 hủy bỏ quyết định khởi tố, đình chỉ điều tra vụ án. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2017, cơ quan công tố phục hồi điều tra. Do bị hại có quốc tịch Mỹ nên Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 chuyển hồ sơ vụ án lên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố xử lý theo thẩm quyền. Tháng 7 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên lúc này, Cự lại bỏ trốn. Công an truy nã và bắt được Cự ngay sau đó.